Thưa quý vị và các bạn, trái với quy luật giảm giá của những năm trước, giá xe máy Honda sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là các mẫu xe ga vẫn đang đội giá cao ngất ngưởng. Đặc biệt trong tháng 3 này, giá xe cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí có thể tăng với các mẫu xe ga hot như SH, SH1, Vision. Cụ thể, theo đánh giá của đại diện một số đại lý xe máy Honda khu vực Hà Nội, trong tháng 3 này, giá của SH 2019 các phiên bản sẽ tăng thêm từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Trong đó, mặt bằng chung của SH125 CBS có thể lên mức khoảng 81 triệu đồng, SH125 ABS khoảng 90 triệu đồng. Các phiên bản 150 phân khối hiện đang đội giá ngất ngưởng nên có thể sẽ đi ngang, bởi các mẫu đen M đang tranh đề xuất phổ biến từ 12,5 đến 24 triệu đồng tùy khu vực. Đáng chú ý, dù mức giá ngất ngưởng như vậy nhưng lượng xe và màu xe vẫn thường xuyên không có sẵn, đặc biệt là với các màu được ưa chuộng như màu trắng, đen M hay các phiên bản động cơ 150 phân khối. Cùng với SH, SH1 cũng đang tranh giá đề xuất khoảng 3,8 đến 12,5 triệu đồng tại Hà Nội. Bán ra phổ biến từ 55,5 đến 68 triệu đồng tùy theo phiên bản và đại lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mức giá còn đội phổ biến từ 7,4 đến 16,9 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý, bán ra phổ biến từ 59,1 đến 73,9 triệu đồng, trong đó phiên bản cá tính ABS đội giá nhiều nhất. Về phần mình, các mẫu xe ga còn lại như Airblade, Lead và Vision sẽ chỉ tăng nhẹ khoảng 200 đến 500.000 đồng. Trong khi đó, mẫu xe ga kèm khách PCX dự kiến cũng sẽ tiếp tục duy trì mức giá dưới đề xuất từ 2,5 đến 5,3 triệu đồng tùy phiên bản trong tháng 3 năm 2019. Ở mảng xe số trong tháng 3, giá các mẫu xe số như Wenfa dự kiến sẽ tiếp tục đứng ở mức tương đương hoặc thấp hơn đề xuất khoảng 300.000 đồng tùy khu vực. Tương tự, Blazo cũng chỉ xoay quanh mức giá khoảng 15,7 đến 20 triệu đồng, tức là thấp hơn đề xuất từ 1,3 đến 3,9 triệu đồng tùy phiên bản. Đặc biệt, Honda Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho toàn bộ khách hàng mua mẫu xe Winner 150. Theo đó, từ nay đến hết tháng 3 năm 2019, khách hàng mua xe Winner sẽ nhận được đồng hồ Casio G-Shock chính hãng cực chất trị giá lên đến 4 triệu đồng. Hiện nay, dòng xe côn Tây Honda Winner 150 vẫn đang bán giá thấp hơn mức giá đề xuất khoảng 7 đến 8,5 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực trong tháng 3 năm 2019 này. Một số ý kiến cho rằng đây sẽ là đợt khuyến mại rầm rộ cuối cùng trước khi Honda tung ra Winner thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, dưới đây là giá đề xuất, giá thực tế tại đại lý, giá bao giấy của các mẫu xe Honda phân phối chính hãng tại một số hết Honda khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tháng 3 năm 2019 theo khảo sát của Autobuy. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.